Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh bánh đào nát lá dứa. Bánh đào nát lá dứa các bé mình nó rất là thích và mình sẽ bắt tay vào làm cái món này. Mình cũng không có rành cái tên của cái món này mà các bạn ngoài tiệm người ta bán, giờ mình sẽ là tự tay mình làm nhà luôn. Nhà các bạn nhìn thấy nó rất là ngon. Và để làm cái nguyên liệu này hôm nay thì nguyên liệu của mình sẽ gồm có là 150g bột mì và một ít đường. Thì mình dùng đường thì vẫn tùy thích, là các bạn thích đường nhiều hay ít thôi. Đây mình sẽ dùng là 2 muỗng canh đường, một ít bơ lạc. Bơ lạc thì mình cũng dùng ít thôi, và một cái trứng gà. Và đây là sữa tươi. Sữa tươi thì mình sẽ dùng để trộn vào bột này, thì mình cũng sẽ can bột để mình đổ vào tùy theo cái bột, độ ẩm của bột của nhà mình. Và nước cốt lá dứa. Nước cốt lá dứa này mình đã sắc lấy nước cốt rồi nha. Và không thể thiếu đó là men. Đây là men vi sinh. Men vi sinh này mình cũng sẽ dùng vừa đủ thôi. Nếu không có men vi sinh thì các bạn có thể dùng men tươi cũng được. Rồi rồi thì để trộn bột thì mình sẽ đổ sữa tươi vô. Rồi, mình đổ từ từ vừa thôi, bởi vì mình sợ nó sẽ bị lỏng bột của mình á. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hột gà. Gà mình sẽ đập nguyên trứng vô luôn nha. Hột gà sau khi cho vô xong thì mình cũng sẽ cho luôn cả phần nước lá dứa. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho một ít bơ lạc vô luôn. Bơ lạc vô. Sau khi đã cho các hỗn hợp rồi thì mình sẽ cho nửa muỗng cà phê men vi sinh. Đây, nửa muỗng cà phê men vi sinh, các bạn có thể nhìn thấy đây là men vi sinh. Mình cho nửa muỗng cà phê thì nó sẽ vừa. Nếu các bạn thích cho nó nở nhiều thì có thể cho nhiều một tí. Rồi, sau khi cho men vô thì mình cũng sẽ cho luôn cái phần đường. Cái món này cũng dễ lắm, mình cho tất cả những cái nguyên liệu của mình lúc nãy cho hết vô một lượt rồi mình sẽ nhồi lên thành một khối bột nha. Bột sau khi mình nhồi đã thành khối như thế này thì mình sẽ đem đi ủ 30 phút hoặc là 1 tiếng nha, để cho cái bột của mình nó nở và lên men. Để không mất thời gian thì mình đã ủ bột này hết 1 tiếng đồng hồ rồi. Và cái phần bột mà để có men thì lúc nào mình cũng phải đem ủ. Khi nhồi xong thành khối thì phải ủ từ 30 đến 1 tiếng hoặc 2 tiếng cũng thì càng tốt. Và sau khi ủ xong lấy ra thì bột của mình nó sẽ nở lên bự chà bá luôn. Nhưng mà vẫn chưa có xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nhồi cho cái cục bột của mình nó mềm và mịn lại lần hai. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị một ít bột khô để mình nhồi và cán bột nha. Và mình chuẩn bị luôn một cái khuôn để mình làm cái bánh này. Để làm cái bánh này thì mình dùng một cái chuông mà nặng bánh sinh nhật nè. Nếu không có cái chuông thì các bạn có thể mình có thể tìm một cái gì đó tròn nhỏ như vậy, và có thể dùng một cái ly. Ở đây thì cái ly nó hơi bự nên nhà mình hôm nay mình sẽ dùng cái hộp này để mình lấy cái tạo cái hình khuôn bánh và một cái chuông như vậy. Rồi, bột sau khi lấy ra thì mình sẽ nhồi thêm nha. Bây giờ tiếp tục thì mình sẽ nhấn cục bột này á, mình nhồi để cho nó phần mình nhồi bột này nó mịn lại một tí. Gì đi. Trời ơi. Rồi, phần bột sau khi nhồi xong mình sẽ cho một phần bột khô lên trên cái mâm này để cán bột nha. Rồi, để cục bột lên để mình cán. Rồi, cho vào chuẩn bị mình cán bột đi. Cán ra cho nó mỏng ra. Cái cây để cán bột này mình tha lên đó một ít bột khô để mình cán cho nó dễ. Qua tới chiều luôn.
Mẹ còn làm được nữa. Mẹ lên. Chỗ vô làm đi. Cán cho nó mỏng vừa ra. Sau khi đã cán xong thành một khối lớn như thế này thì mình cũng vừa thôi, không có mỏng quá. À, cái lúc bánh lúc này mặc dù còn bột nhưng mà nó rất là thơm nha. Rồi sau khi cán bột xong thì mình sẽ làm cái đầu tiên. Cái đầu tiên thì mình sẽ dùng cái này mình ấn mạnh nó xuống để mình lấy một cái hình tròn của bánh nha. Rồi, rồi xong mình tuông ra, mình sẽ dùng một cái chuông nhỏ để mình định vào chính giữa này cho cái bánh này. Đó, bây giờ thì mình lấy cái hình tròn ở trong đó ra. Đó, bây giờ mình đã có một cái vòng bánh rồi, mình đã định hình này. Mình sẽ kiếm một cái gì để cái thao, cái mâm để mình để. Và các bạn có thể, và mình có thể làm tùy thích với cái vòng tròn. Thì có thể làm bự, làm nhỏ. Ở đây thì mình sẽ làm hai mẫu, một mẫu nhỏ và một mẫu lớn nha. Mình sẽ dùng cái ly nè, ở đây thì mình có thể dùng cái ly nè, mình ấn nhẹ xuống. Rồi, mình định hình nè, bây giờ mình sẽ lấy vào cái vòng ở chính giữa. À, nó đẹp. Trời, nhìn cái này nó giống như là cái lông đền mình gắn xe vậy. Bánh xe đó mấy anh. Thế là bây giờ mình gắn vào tròn. Mình làm được mấy cái luôn rồi nè. Mình sẽ tiếp tục mình sẽ làm như vậy. Rồi, giờ sau khi hoàn thành tạo hình hết rồi thì mình cũng sẽ vẫn phải để khoảng 30 hoặc là 1 tiếng nữa nha. Mình nổ thêm một lần hai để cho bánh mình nó nở ra. Rồi, mình sẽ đậy dùng cái nắp này mình đậy lại, mình ủ bột cho bột mình nó ngủ. Sau 30 phút mình đã đem ra ngoài nắng để cho nó ấm ấm nè. Rồi đem ra ngoài nắng là để cho nó được nở mau và nó nở nhiều hơn thôi, chứ không có nắng thì cũng được. Nhưng mà mình đem ra ngoài nắng để cho nó mau hơn. Đã được nửa tiếng rồi. Wow, giờ nó nở phình to luôn nè. Nhìn đẹp quá. Thì mình sẽ bắt cái chảo dầu lên để mình hoàn thành cái món này. Cái chảo dầu sôi mình thả vô, mình chiên nó nổi phồng lên nè. Dạ, dạ mình sẽ tiếp tục mình thả vô. Rồi, nó sôi lên kìa. Khoan hãy chở. Đó, nó sôi lên kìa. Dạ, mình có thể thả luôn hai cái. Lấy xoay 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 nó cho nó... Nhìn đảo quá, mình có thể mình xoay xoay luôn. Vớt ra nè. Nhìn cái bánh còn rất là nóng. Ồ, luôn. Ngon quá. Quá ngon rồi. Wow, giờ mình được 2, 4, 6 cái rồi. Thì tiếp tục mình chiên hết cái phần này luôn. Wow, giờ một dĩa bánh mình mới chiên xong còn nóng hổi luôn. Nhưng mà bánh này là chưa có là hoàn thành đâu nha. Mình còn phải trang trí nữa. Nhìn thấy này nó còn nóng rất là ngon. Mình trang trí lên thêm cho cái phần bánh nó giống hơn. À, đây là cái bình bông của con gái của mình. Nó nặng nè. Bình bông mini. Bánh rất là ngon. Cái bánh này thì nó có tên là bánh donut gì đó mà các bé nhà mình rất thích ở ngoài tiệm á. Nó bán mà cái tên đó mình không có rành tiếng Anh cho nên mình cũng đọc hơi khó nữa. Bánh này bánh gì con? Bánh donut lá dứa. Ồ, bánh donut lá dứa. Trời ơi, các bé nhà mình đi chứ đọc còn hay hơn mình nha. Mình thì không có biết đọc cái bánh cái tên của cái bánh này. Có đứa nào ghiền không ta? Bánh donut nè.
Wow, và cái bánh này khi sau khi hoàn thành rồi thì các bạn có thể dùng thêm sô cô la để chế lên đây, hoặc là đường xay nhuyễn á, mình rải lên rồi nó mới giống cái bánh ở ngoài tiệm người ta bán. Và các bé thì cũng rất là ghiền cái món này nha, có thể làm tại nhà một cách rất là đơn giản. Cái bình bông mini này á, là của bé nhà mình làm nè, nhìn cũng dễ thương thiệt đó. Bánh này bánh gì vậy mấy con? Bánh này nó là dứa. Trời ơi, đau nốt không à, chứ giờ mà mình cũng không biết đọc cái tên của bánh này nữa. Bánh này mình sẽ chờ cho nguội hẳn hoàn toàn thì mình mới chế sô-cô-la hoặc là đường rải lên nha. Hôm nay để mình đi làm thêm cái phần sô-cô-la. Đào nốt lá dứa hả? Đồ đó là dứa. Rồi, giờ mình sẽ mình thích sô-cô-la thì mình sẽ chế cái phần sô-cô-la này lên nha. Nếu như mà mình thích đường thì có thể mình rải cái phần đường cát mịn, đường mình xay ra rồi mình rải lên. Còn nếu bé thích ăn sô-cô-la thì mình có thể cho thêm một ít sô-cô-la lên đây và rải một ít cái cốm tiêu để cho nó bắt mắt và đẹp hơn. Đó, mình đã rải lên nè, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp. Cái đầu tiên hay. Lát này ra ăn luôn nha. Em thèm quá, hồi lẹ là lẹ em thèm quá. Ôi thèm dữ gì đó hả? Chưa gì hết mà thèm dữ gì đó. Cái này á, khi nào mình ăn thì mình hãy cho cái phần sô-cô-la này lên, còn một phần mình sẽ chừa lại để mình dùng với cái đường cát mịn. Vậy cũng đẹp đẹp chú ơi. Giờ mình sẽ tạo thêm một cái kiểu mới nữa. Mình làm ẹn như thế này. Lẹ ta. Nhìn dễ thương quá à. Các bé nhà mình đảm bảo sẽ thích nha. Nó có đủ kiểu hết luôn nè. Bánh này bánh gì? Bánh đào nó lá dứa. Ồ, bánh đào nó lá dứa. Rành quá luôn. Wow, hôm nay mình sẽ làm bánh đào lá dứa. Rồi, hoàn thành rồi, bây giờ mình thưởng thức thôi. Và nếu thấy thích cách làm thì cũng đừng quên like và đăng ký chia sẻ cho bạn bè cùng xem, ủng hộ Hiếu Quỳnh nha. Cảm ơn các bạn, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái phần bánh của mình. Trước tiên là cái bánh nào đây, mình thử chứa cái phần bánh này đi. Mình cắn một cái đi. Cắn thưởng thức đi bé ơi. Đó, các bé nhà mình nè, nó sao thấy quá. Sao ngon quá, thấy sao ngon quá ha, mềm á, nó ở trong thơm. Nó rất là xốp và thơm cái mùi lá dứa, đúng không mẹ? Cắn miếng à. Ở ngoài thì nó thơm cái sô cô la mà nó rất là xốp, lại thơm cái mùi lá dứa nữa. Lúc mà mình chiên nó là đã thơm rồi, lúc mình làm nặng bột cái này nó là đã thơm, rất là ngon à. Các bạn hãy làm thử đi nha cái món này á, các bé mà mình đảm bảo là rất là yêu thích luôn á. Cái bánh thì nó sẽ hơi lạt một tí, nhưng cái sô cô la thì nó ngọt á, nó hòa quyện luôn á, là vừa, rất là vừa. Mình cũng không rành cái tên của cái món này. Các bé nhà mình thì ngoài tiệm người ta bán, người ta gọi là bánh đào nốt gì đó, nhưng mà donut. Donut hả? Mẹ sai rồi. Rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Chúc các bạn luôn thành công với những món ăn ngon gia đình.